hồi nãy là mình đi đường kia xuống các bác ha. Không biết là mình 100 mét nữa rẽ phải về hướng đầm này. Núi mặt quỷ hả bác? Rẽ phải về hướng đầm này, sau đó vòng ngược lại. Để hỏi mấy người già cái lồng quỷ đó. Vậy là cũng là tính là tại vì nó nằm nó thuộc nhà quê hương của ông Thiệu cho nên nó cũng là nổi tiếng ké theo không bác? Mà cái này nó là cái phong thủy của ông Thiệu ạ. À. Phong thủy hả? À, phong thủy của ông Thiệu đó. Mà cái này nó có theo mấy nhà phong nghĩa là trúng hay trúng hay trật mình không biết. Đây. Bây giờ mình đi vô nhà của ông Thiệu. Con nhớ trên YouTube là nó vô cái đường cái ở ngoài trước nó sơn màu vàng vàng. Nhớ là nó vô trong này nằm bên tay trái quá. Màu vàng vàng nè. Bác cho con hỏi nhà của ông Thiệu bác. Dạ. Về đây hả? Dạ. Ở bây giờ ai ở đó bác? Không có ai ở cái này để cho giới lão làm việc. Dạ. Người cao tuổi câu lạc bộ của người cao tuổi làm việc. Dạ dạ. Chuyện này mấy ông chưa có tới rác mấy ông mới tới. Dạ 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 dạ. Chơi trong đó không còn gì đâu, không có gì đâu. À, bây giờ là của hội người cao tuổi rồi. À, đây là nhà của tổng thống nền Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị hả bác? Ông Nguyễn Văn Thiệu. Thì bây giờ là của hội người cao tuổi ở thôn Truy Thủy. Ủa cái nhà ông ở đây tại đây luôn. Dạ. Yeah. À. Vậy là ông Thiệu là ông sanh đẻ ở đây. Nhà của thân phụ ông. Của cha mẹ ông. Dạ. Ở đây đâu có nhà cửa. Dạ. Yeah. Trước có cái hồ bán nguyệt ở trước. À. Rồi cái nhà nghỉ mát của ông Thiệu nằm ở đâu? Ở dưới Ninh Chữ khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ. Dạ. Yeah. À Sài Gòn Ninh Chữ là của ông hả? Của là cái nhà nghỉ của ông hả bác? Cái nhà ông về là ông xuống đó ông chờ. À. Ông thắp nhang thắp khói gì đó ông xuống dưới đó. Dạ. Yeah. Cũng cũng là chiến hữu với nhau. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh.